Dimata, December is the normal month, but with us, it is so special. So this is what we want to say to you, but not by English, just only by mother language, because we love mother language so much. Hay nói thẳng ra là tại tụi con hát tiếng Anh tệ quá đó sư phụ. Tụi con hát tiếng Anh tệ quá đó sư phụ. Con tim chân thành, con tim vô vàn.